Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cung Mường của tôi. Các bạn thấy trên tay của tôi đây, qua phần giới thiệu thì các bạn có thể biết là gì rồi. Đây bọn chúng tôi gọi là ống thoảng. Nhiều nơi có thể gọi là ống gì khác tôi không biết, nhưng mà ở quê tôi là dùng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái ống này, và chúng tôi sẽ sử dụng ống này để chúng tôi chiến đấu với nhau, và hôm nay sẽ có một trận chiến ác liệt kinh khủng tởm ở quê tôi luôn nhá. Quê đó. Sẵn sàng bắn. Đây là hai tem của chúng tôi sẽ tem chia ra một tem có kính và tem không có kính để chúng tôi chiến đấu với nhau nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ đến chiến trường để sử dụng những khẩu súng thẳng thân công của chúng tôi để chiến đấu với nhau đây, để bắn nhau đây. Nghĩ mà lồng đá. Ôi dồi ôi, ít lên.
trắng quá, phải trắng. Tủ lại bên cột lên là tôi thay dai đây mà, tôi thay dai đây, thầy cắn thay đây. Đấy là cái ống thỏng của quê tôi. Còn tôi gọi là súng thần công tự chế thế cho nó hoành tráng các bạn ạ. Đấy, hôm nay chúng tôi đã có một trận chiến bất phân thắng bại các bạn. Vui lắm. Đấy, những cái ống này ngày xưa chúng tôi còn nhỏ ấy, gắn bó với tuổi thơ quê hương tôi rất là nhiều luôn. Hôm nay tôi kết thúc video ở đây thôi. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn nhé. Mong các bạn hãy để lại một đăng ký và một like để động lực để làm những video hay như thế nữa. Các bạn giải trí cùng xem nhé. Hôm nay chắc là kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.